Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm túi đựng tỏi hình quả mít. Rất là dễ thương. Để làm được túi đựng tỏi trái mít thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ba màu đen, trắng, vàng và xanh. Các bạn lưu ý chọn cho mình vàng đậm hơn một chút nhé, mình chọn vàng tươi. Một đoạn len màu nâu. Rồi bắt đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng đó là len màu trắng. Chúng ta tạo thành một nút như thế này. Và thực hiện cho mình 10 bính nhé các bạn nhé. 10 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thì các bạn để thay vào bính thứ 7. Và 3 bính trên này chúng ta sẽ vào một vòng sử dụng một mũi kép đơn. Chúng ta sẽ đi 3 mũi kép đơn của cái chân thứ 7 nhé. 1, 2, 3. Tiếp tục chúng ta thực hiện mỗi một kép đơn vào một chân. Mỗi một kép đơn là một cái chân này. 1, 2. Thực hiện hết các kép đơn, mỗi một chân. Chân cuối cùng của cái hàng này chúng ta sẽ thực hiện 7 kép đơn vào cái chân cuối cùng nhé. 7 kép đơn. 1, 7 kép đơn. 2. Chúng ta được 7 kép đơn và tiếp theo tương tự chúng ta sẽ thực hiện một kép đơn vào một chân đối xứng với cái hàng vừa rồi chúng mình vừa làm đấy ạ. 1 này. 2. Đếm 5 nhá, 5 kép đơn, 2. 5 kép đơn nhá. Rồi tiếp tục này. Và cái chân cuối cùng này chúng ta sẽ thực hiện 3 kép đơn vào cái chân này. Đây. 1 này. 2 này. Tiếp tục này, 3 này. Do lúc đầu chúng ta làm là có 3 kép đơn với 1 kép đơn mắc lên là 4. Chúng ta bắt vào cái vị trí hạt này. Kéo lên. Đó, chúng ta được vòng thứ nhất nhá. Tới cái này thì chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn là chuyển màu. Các bạn bỏ cái này ra. Lôi lại nhé. Các bạn lấy lại vào cái mũi đây. Được chưa? Các bạn là lấy vào vị trí này và cái sử dụng len màu vàng. Kéo lên. Kéo quay. Một mũi trượt nhé. Rồi đồng thời các bạn sẽ cắt cái dây màu trắng này đi. Để lại cho mình khoảng 5cm. Và tiếp theo chúng ta sẽ giấu dây nhé. Rồi các bạn sẽ lên cho mình 3 bính. 1, 2, 3 bính. Ok. Rồi tiếp tục vòng cho mình một vòng. Vòng đây. Những mũi chân đầu tiên. Thêm hết. 1, 2. Đó, một chân này. Tiếp tục này. 2 này. Chân thứ 2 nhé. Chân thứ 2 này cũng thêm nhé. Chân thứ 3 cũng thêm này. Chân thứ 3 này thêm này. Tiếp tục chúng ta sẽ đi 5 chân. Và mỗi chân chỉ là một kép đơn thôi nhé. 5 chân. Mỗi chân chỉ là một kép đơn thôi. 1. Chúng ta đã đi được 5 kép đơn và 5 chân. Rồi tiếp tục chân tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện này. Thêm hết, thêm có nghĩa là thêm 2 kép đơn vào 1 chân. Các bạn cũng đến cho mình là 1 này. 1 nhé. Tiếp tục cái chân tiếp theo là 2 này. Tiếp tục chân tiếp theo 3 này. 3. Chân thứ 4 này. Thứ 5 này, thứ 6, thứ 7. Chúng ta đều thêm nhé. Còn 4 chân nữa chúng ta cũng thêm hết cho tất cả. Và 4 chân nữa chúng ta cũng thêm 2 kép đơn vào 1 chân nhé. Rồi chúng ta sẽ lại đi tiếp cho mình 5 kép đơn vào 5 chân. Giống như đối xứng kia đấy ạ. Lại 1 này. 5 kép đơn vào 5 chân nhé. 2 này. 3 này. 3 này. 4 này. 5 này. Rồi tiếp tục 3 chân. Còn 3 chân thì chúng ta cũng đi cho mình thêm hết cho cái 3 chân này nhé. Thêm 2 kép đơn vào 1 chân. Đối với chân cuối cùng này chúng ta cũng thực hiện 1 kép đơn vào cái chân cuối cùng này. Rồi chúng ta sử dụng một móc trượt lấy vào cái mũi đầu tiên nhé. Kéo qua. Chúng ta lại lên cho mình 3 bính. 3 bính nhé. Rồi tiếp tục chân tiếp theo ở cái đây. Chúng ta thực hiện 2 kép đơn vào 1 chân đấy. 1 này. 2 kép đơn vào 1 chân này. Rồi tiếp tục. Tiếp tục lại chân tiếp theo. Chúng ta đi 1 kép đơn. Chân tiếp theo chúng ta lại thêm 2 kép đơn vào 1 chân. Tiếp tục ta lại chân tiếp theo chúng ta lại đi 1 kép đơn. Chân tiếp theo lại đi 2 kép đơn vào 1 chân. Thêm đi ạ. Tiếp tục lại 1 chân đơn. 1 kép đơn vào 1 chân. Lại thêm ạ. Thêm các bạn cứ hiểu cho mình nhá, là thêm nó là thêm 2 kép đơn vào 1 chân. Chúng ta thực hiện đi 4 kép đơn vào 4 chân. 1
một cái đường ở một chân. Tiếp tục vẽ thêm ạ. Thêm có nghĩa là thêm hai cặp đơn vào một chân. Lại một đơn ạ. À, một cặp đơn lại thêm ạ. Đây là một cặp đơn ạ. Một cặp đơn. Tiếp tục bây giờ chúng ta lại thêm ạ. Thêm một thêm này. Tiếp tục lại hai thêm này. Tiếp tục lại ba thêm này. Đúng chưa? Đó, ba thêm. Tiếp tục lại một đơn ạ, một cặp đơn ạ. Xong lại một thêm. Lại một cặp đơn tiếp ạ. Lại một thêm. Tiếp tục lại một cặp đơn. Một cặp đơn tiếp tục lại một thêm ạ. Rồi, giờ đi cho mình bốn chân vào bốn cặp đơn vào bốn chân nhé. Một này, sang chân tiếp theo này, hai này, tiếp tục lại ba này, bốn, ok, tiếp tục lại thêm vào cái chân này, tiếp tục lại đi một cặp đơn vào chân này, tiếp tục lại thêm ạ. Một cặp đơn, tiếp tục lại một thêm, được lại một cặp đơn. Mình làm là len cô tông Việt Nam nhé các bạn nhé. Rồi, cái này vào mũi thêm ạ. Ông cuối cùng chúng ta cũng đi thêm một cặp đơn vào cái chân đây. Rồi, các bạn cũng kéo đây như thế này. Rồi, hết màu vàng nhé. Tới đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình dây len màu xanh nhé. Vị trí này cũng giống như len màu trắng mà chúng ta nối dây chuyển sang màu khác thì chúng ta sẽ thực hiện một mũi trượt. Các bạn sẽ cắt cái len màu vàng này cho mình cũng bằng 5 cm. Okay. Và chúng ta sẽ thực hiện cái gai của quả mít. Chúng ta lên một mũi bính nhá. Lên một mũi bính cho mình. Các bạn đi tiếp cho mình này. Một mũi bính đầu tiên này, hai mũi bính này, ba mũi bính này. Ba mũi bính nhá. Tiếp tục lên mũi bính thứ tư này. Chúng ta sẽ đi lên 1 2 3. Lên ba bính tiếp. Cắm vào cái dưới chân phía dưới. Mình làm rất chậm để cho các bạn rõ nhá. Rồi tiếp tục chúng ta lại đi sang chân tiếp theo. 1 2. Đấy, chúng ta làm được một cái gai đấy đi ạ. 2 này. 3 này. Được chưa? 3 này. Bính cái này là 3, chúng ta lại lên. Lên 2 gai thôi, 3 thì chúng ta lên 2 gai thôi. Và các bạn lên 3 gai cũng được tùy nhá. Cái này không bắt buộc. Tiếp tục chúng ta lại đi 4 đơn. 1 2 3 4. Các bạn lại lên cho mình 3 1 2 3 bính và lại vòng xuống vậy. Các bạn làm tương tự cho đến hết thân nhá, hết cái vòng tròn. Chúng ta sẽ làm tương tự cho đến hết đây. Phần đoạn cuối nhá, các bạn thấy nó không được đều theo quy luật là 3 4 thì các bạn cứ chia làm sao ở chỗ này cho nó hình thành hai cái gai nhá. Không nhất thiết chúng ta cứ phải đi là 3 4 nhá. Ở đây mình có thể là làm là 2 này, 2 nhá. Xong rồi mình đi lên cho 2 gai thôi. Tiếp tục này, 1 này, 2 này, chưa, 1 2 thêm cái gai đây nữa. Nên là các bạn không nhất thiết cũng phải dọc khuôn quá. Rồi, mình kéo ra. Tới đây nhá, các bạn sẽ đo dây cho mình là khoảng 2 sải tay của các bạn. Tương ứng với mình là của mình cao 1,5 m thì 2 sải tay của mình thì tương ứng với là 3 m, 3,5 m nhá. Các bạn để dây cho mình 3,5 m và các bạn sẽ cắt. Đó, 3,5 m là các bạn kéo qua này. Rồi, thấy chưa? Rồi các bạn giờ lại cho dây này xuống ạ. Rồi các bạn gấp đôi lại để chúng ta lấy căn giữa đi. Đây, chúng ta đã tìm được vị trí căn giữa. Đấy nhá. Rồi các bạn lấy cái vòng như này đằng sau này, kéo nó lên. Thực hiện cho mình những mũi bính để chúng ta làm dây đeo đấy ạ. Rồi, các bạn cứ
gần hết dây cho mình nhé. Vậy là chúng ta đã xong, các bạn làm móc đến gần hết dây đấy thì chúng ta kéo quay nhé. Giờ chúng ta sẽ móc cho mình một mảnh tương tự với nhau, nguyên toàn bộ là màu xanh nhá, và chúng ta sẽ không làm gai. Móc tương tự giống như cái này nhưng mà không là cùng một màu. Đó. Các bạn có thể xem lại từ đầu để chúng ta có thể làm được cả mảnh tiếp theo nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tạo hạt, cho cái hạt vít này nhá. Thì chúng ta sẽ sử dụng một đoạn nem màu nâu, chúng ta chọn đôi lại và tùy ý thích của các bạn thôi. Chúng ta muốn làm bao nhiêu hộp cũng được. Chúng ta sẽ khâu theo sự sở thích, khâu xong thì chúng ta sẽ cắt vào buộc nhé. Ta tiến hành khâu nhé. Các bạn sẽ xỏ kim vào vị trí ở giữa này. Đây này, các bạn căn giữa xuống này cho mình nhé. Rồi, các bạn để lên. Được chưa? Rồi, các bạn sẽ xuyên. Khâu như khâu mọi túi tỏi bình thường thôi. Khâu thì rất là dễ, cái bước khâu thì đơn giản thôi. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến vòng phần phần cuối đây nhá. Các em, vậy là chúng mình đã vừa làm xong túi đựng tỏi hình quả mít. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu yêu thích thì hãy like và subscribe. Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào.